Anh em thường chọn combo này, nhớt xe Ultra 1 lít cộng với lọc nhớt Yamaha Jean êm và mát mái đúng không? Tuy nhiên thì hôm nay thay xe này Yamaha nhưng mà là Sirius FE. Vậy thì rõ ràng Sirius FE nó có sử dụng lọc nhớt. Nhìn lọc nhớt trên xe của khách hàng đây. Thì dĩ nhiên là thao tác hay nhớt là phải kỹ, chuẩn, sạch sẽ xe khách hàng. Nhưng mà anh em thường hay quên rằng con xe Yamaha Sirius FE cũng có lọc nhớt giống như Accenter. Vậy thì cứ mỗi 7.000 hoặc 3 bình nhớt hoặc thậm chí nôm na tầm tầm đó, mình nên thay lại để đảm bảo rằng cảm nhận về một chai nhớt tốt hơn. Lý do là sao? Anh em thấy thì rõ ràng thợ mình cũng đã sử dụng giấy để lau hết tất cả những vị trí của lọc nhớt, nắp lọc nhớt để thay cái lọc nhớt mới vô. Thì lọc nhớt Jean của Yamaha này xài chung Accenter các đời nha. Các đời có nghĩa là gì? 4 số, 5 số, 135, 150, 155 đều sử dụng này. Và Yamaha Sirius FE cũng sử dụng lọc nhớt này. Khui ra, bỏ vô, đơn giản thôi anh em. Mà nó giúp con xe mình đảm bảo động cơ nó luôn lọc những cái nhớt lâu ngày, cặn bẩn lâu ngày tốt hơn nữa. Đây, hàng Jean này nó phải như vậy ha. Do lâu mà nhật hay quay lọc nhớt anh em thấy nó bị rã, bị bở, bị bể ra thì không phải là hàng Jean anh em. Nếu mà xe Yamaha Sirius FE dung tích là 0.8 lít đúng không anh em, thì chai xe Ultra này dung tích là 1 lít, cho nên á phải đông ra 100 lít ra ngoài như vậy. Lý do là chai nhớt xe Ultra dòng nhớt mà anh em thường hay muốn cảm nhận con xe mình nó êm, không có những chỗ canh để mà châm đúng dung tích, buộc phải đông ra. Bây giờ thì đổ vô 900 ml để đúng dung tích của cái lọc nhớt Jean cùng với cái động cơ yêu cầu 0.8. Vậy thì nếu mà chọn một chai nhớt dung tích 0.8 và thay lọc nhớt có được hay không? Và Nhật thấy được đại đa số anh em đi xe mà dung tích 0.8 giống như Yamaha Sirius FE này mà muốn thay lọc nhớt luôn, thì nếu đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra thì nên đổ 900. Còn nếu mà anh em tiết kiệm xíu thì thật sự như thấy cũng không ảnh hưởng, khá không ảnh hưởng nhiều với lại cái lượng nhớt mà thấm vào lọc nhớt so với những lọc nhớt lớn. Tại vì mình đổ cho đúng thôi chứ thật sự cũng rất là nhiều anh em không cần phải đổ đúng 900 ml. Thao tác hay nhớt là vậy, kỹ chuẩn sạch sẽ, nhớt dư bỏ bịch mang về cho anh em gom tích lũy lại đủ dung tích thì mình cứ mang qua, thì chắc chắn anh thợ mình thay không tốn phí, cho dù là nhớt mới mua trên quầy hay là nhớt tích lũy lại của anh em. Cùng với việc là nếu mà thay lọc nhớt nhỏ thì cũng không cần châm vô cái lọc đúng không, nhưng mà cũng phải nổ máy với guarantee tầm khoảng 1-2 phút, lúc đó anh em hãy hoạt động con xe mình hả chạy đúng không anh em, tại vì như vậy nó mới bơm đủ lên động cơ của mình. Thì chắc chắn như thao tác cuối sau khi thay nhớt, thời gian thay nhớt cho một con xe thì nó nằm tầm khoảng 15 phút anh em, nhưng mà bước cuối này chắc chắn là phải lau mặt kính đồng hồ, bơm là áp suất bỏ để anh em đi bền hơn. Còn con xe của anh em nếu như không biết rằng có lọc nhớt hay không thì cứ hỏi bán hàng mình hoặc là hỏi các bạn kỹ thuật, lúc đó các bạn kỹ thuật của bán hàng sẽ luôn tư vấn cho anh em đúng. Xe không lọc nhớt không cần phải thay, còn có lọc nhớt thì nên thay ở tầm khoảng 2-3 bình nhớt một lần. Vậy thì cho dù là chọn nhớt im hay là nhớt bóc tổng hợp hay là bán tổng hợp, Odo đi được bao nhiêu thì bán hàng mình tư vấn cho anh em rồi đúng không? Nhưng mà lọc nhớt rất là quan trọng để anh em cảm nhận được rằng cái chai nhớt Shell này nó êm như thế nào và đi mượt như thế nào. Và Odo đi được tầm khoảng 2.000 tới 2.500 đó đúng bảo vệ động cơ mình ở khoảng Odo đó hay không, hay là anh em để lọc nhớt dơ, không lọc nhớt tốt, nhớt đi qua không tốt, thì lúc đó cái động cơ mình nó không bền và nó hại động cơ của mình. Bởi vì nhà thường hay nhắc anh em rằng á, chăm sóc con xe không chỉ riêng là nhận cái bảo dưỡng, không chỉ riêng là thay nhớt, không chỉ riêng là thay vỏ, không chỉ riêng là kiểm tra bố thắng hay này nọ kia, nhưng mà những chi tiết nhỏ nhất mà nhiều khi anh em không biết thì thợ hoặc là bán hàng mình luôn sẽ nắm những cái tình, những cái chi tiết phụ tùng đó cho con xe của anh em cần phải thay ở Odo nào, cũng như là nhớt và lọc nhớt. Đó là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mang đến trải nghiệm hài lòng khách hàng đúng không? Tại vì sao? Tại vì sếp Nhật thường hay dặn rằng á, không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền đâu, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với sếp bánh. Như vậy là bên sếp bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh Slip, chào lại anh em. Bye bye.